Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ bồi thường 1,75 triệu đô la và bài học cho các tiệm nai Việt Nam. Các tiệm làm móng của người Việt Nam ở Mỹ luôn phải chú trọng việc huấn luyện thợ cũng như các biện pháp vệ sinh an toàn. Một lãnh đạo hiệp hội ngành này đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sau khi một tiệm nai ở Florida đã phải bồi thường tới 1,75 triệu đô la cho khách hàng. Bà Clara Sherman, 55 tuổi, đã đạt được thỏa thuận bồi thường với tiệm Termini theo hồ sơ tòa án vào ngày 16 tháng 12, hơn 3 năm sau ngày xảy ra vụ việc. Hồ sơ không nêu rõ số tiền, nhưng luật sư của bà Sherman tiết lộ là 1,75 triệu đô la, tờ New York Post cũng chia sẻ. Đây là hình ảnh người Việt thống lĩnh thị trường làm móng ở Mỹ bị cắt chân. Sự việc xảy ra vào tháng 9 năm 2008 khi bà Sherman đến làm móng tại tiệm Termini được cho là do người Việt Nam làm chủ ở địa chỉ 2507 Đại Lộ, thành phố Tampa, Mỹ. Người thợ làm móng của bà cắt phạm vào chân của bà. Vết cắt này sau đó bị nhiễm trùng, nhanh chóng lan ra và càng trở nên trầm trọng do bà Sê mắc chứng động mạch ngoại biên nặng từ trước. Cuối cùng bà phải cắt bỏ chân. Bà ấy choáng váng, bàng hoàng, khóc và chóng mặt cùng một lúc. Ông Paul Palmer, luật sư của bà, được tờ Palma Bay Times đã dẫn lời nói như vậy. Theo lập luận của luật sư này, thì việc nhiễm trùng đã khiến Sherman gặp khó khăn trong cuộc sống hàng năm trời và khó khăn này sẽ vẫn tiếp tục. Gánh nặng chi phí y tế do phải cắt chân, bà Sherman, mẹ của một con gái trong độ tuổi tiểu học, đã mất nhà, mất việc. Không thể đi lại, bà cần người chăm sóc bản thân và hiện đang sống với họ hàng. Vụ kiện của bà được khởi kiện hồi tháng 5 năm 2020, cho rằng nhân viên tiệm nai đã sử dụng thiết bị và bộ đồ làm móng dơ đến mức gây nguy hại cho khách hàng. Tiệm nai này đã không tuân thủ các chính sách của chính họ, không huấn luyện nhân viên và bảo trì thiết bị đúng cách, theo đơn kiện được Tampa Bay Times dẫn lời. Vụ kiện không nêu tên ai mà chỉ có tiệm Termini là bị đơn. Và vụ việc đã được dàn xếp ngoài tòa như thế nào? Phản hồi vụ kiện một tháng sau khi bị khởi kiện, Termini cho rằng Sherman có lỗi trong việc bị cắt chân vì bà không đi khám ngay và không có nỗ lực hợp lý để ngăn nhiễm trùng lan rộng. Theo Termini Times, ban đầu tiệm nai này đã phủ nhận tuyên bố của bà Sherman rằng bộ thiết bị được sử dụng để làm móng cho bà dơ bẩn. Đây là hình ảnh tiệm Nai Thami tại thành phố Tampa, Florida. Luật sư Fulmer thuộc công ty luật Morgan nói thân chủ của ông đáng được nhận toàn bộ số tiền bồi thường, nhưng ông ngạc nhiên khi Thami Nai đồng ý trả 1,75 triệu đô la nếu xét đến việc bà Sam đã bị bệnh từ trước. Số tiền này đạt được từ sự dàn xếp của hai bên ngoài tòa án. Luật sư Fulmer thừa nhận rằng bên bị đơn có thể dựa vào việc nguyên đơn mắc bệnh động mạch từ trước để phản công. Bên bị đơn có thể dùng điều này để đưa ra lập luận rất vững chắc. Ông Paul đã được hãng AP dẫn lời nói, chỉ cần phân nửa số tiền bồi thường đó là chúng tôi đã đủ vui. Ông sẽ nhận được số tiền của mình là khoảng 30-35% số tiền bồi thường đó, trừ chi phí pháp lý. Bệnh động mạch ngoài biên là một chứng bệnh về tuần hoàn máu, khi các mạch máu bị thu hẹp làm giảm lượng máu lưu thông đến các chi. Tại địa chỉ Termini, giờ là một tiệm làm móng thuộc một chuỗi khác có tên là Termini, với khác với một đại diện khác và hiện đang vẫn hoạt động, theo tờ báo Tampa Times chia sẻ. Tiệm này và hai tiệm khác của Termini ở Tampa đã từ chối bình luận vào vụ kiện hay không nhận điện thoại khi tờ báo Tampa Bay Times gọi điện đến để hỏi. Đại diện Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần gọi vào tiệm Termini nhưng không có ai bắt máy. Và dư luận cho rằng sức khỏe đặt trên lợi nhuận. Trao đổi với Đại diện Hoa Kỳ, ông Tầm Nguyễn, Chủ tịch Hiệp hội Nghề làm nai tại Mỹ đại diện cho 11.000 tiệm móng của người Việt trên đất Mỹ, nói rằng an toàn, vệ sinh và huấn luyện về cách phục vụ là hòn đá tảng mà Hiệp hội của ông tuân thủ. Đây là hình ảnh fanpage của Hiệp hội Nghề làm nai tại Mỹ. Khi những tiêu chuẩn đó không được tuân thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ông Tâm nói, và cho biết mặc dù ông đã biết nhiều vụ kiện trong ngành nai, nhưng số tiền bồi thường nhiều như vậy thì ông chưa từng thấy.
chúng tôi kêu gọi ngành nai của người Việt cũng như các khách hàng tuân thủ các chuẩn mực cao nhất về an toàn, vệ sinh và cung cách phục vụ trong ngành công nghiệp làm đẹp, ông nói thêm. Ngoài ra, ông kiến nghị các chủ tiệm nai nên tham gia vào các hiệp hội đại diện cho họ để học hỏi lẫn nhau và phát đi tiếng nói chung. Trong hội của tôi cũng có những luật sư có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này, tức là vụ kiện ở Tampa, có thể hỗ trợ pháp lý cho các chủ tiệm, ông cho biết. Ông cũng chỉ ra rủi ro trong việc các chủ tiệm nai thuê mướn hoặc cho phép các thợ nai chưa được cấp bằng và làm việc trong tiệm của họ theo hình thức ăn chia. Làm gì cũng phải đúng luật, mình phải luôn mướn thợ làm nai có bằng, đi học đàng hoàng, không mua giờ, phải biết tất cả về sát trùng, các biện pháp bảo vệ và luật pháp của tiểu bang, ông Tâm Nguyễn nhấn mạnh. Ông cũng thừa nhận các chủ tiệm nai hiện nay đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thợ lành nghề có bằng cấp đàng hoàng, nhưng cho rằng các tiệm nai không vì thế mà đi tắt, không đặt lên hàng đầu chất lượng nhân viên vì sẽ rất rủi ro ở Mỹ. Các tiệm nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn là những tiệm có tương lai tốt nhất, ông khẳng định. Đây là hình ảnh làm móng tay tại một tiệm nai do người Việt làm chủ. Đợt dịch COVID-19 bùng phát đã làm cho các chủ tiệm nai ở Mỹ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do việc phòng dịch làm chi phí của họ bị đội lên cao, thu nhập thì ít đi, cộng thêm các chi phí về thiết bị, vệ sinh và các thứ khác sẽ là gánh nặng đối với rất nhiều tiệm nai, ông cho biết. Và dù phải đầu tư nhiều hơn cho các tiệm phải luôn đặt sức khỏe của người lên trên lợi nhuận, ông nói. Bên cạnh đó, có thể quan sát được một trung tâm lớn của người Việt đó là Little Sài Gòn là nghề làm đẹp nín thở trước biến thể COVID. Kéo dài 1,5 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, trải qua những sắc lệnh đóng cửa, rồi lại mở cửa, rồi lại đóng cửa. Người làm đẹp và người đi làm đẹp với các nghề tóc và nai ở California đang rón rén đón chờ sự bình thường trở lại. Họ vừa hy vọng, vừa băn khoăn trước viễn cảnh biến thể COVID đang rình rập khắp nơi. Và các chủ tiệm sợ nhất là đóng cửa. Cô Christa Nguyễn, đồng chủ tiệm Studio 18 Nai Ba ở thành phố Tustin, California và cũng là một trong những sáng lập viên của Hiệp hội Nghề làm Nai tại Mỹ, tâm sự với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng rất khó khăn, trong suốt thời gian COVID, một năm chỉ mở được có 52 ngày, tiền nhà cũng phải trả mà tiền điện, nước, gas và chi phí thương mại thì không được giúp gì hết. Không có quyền mở tiệm mà tiền nhà đều phải trả, rất là khó khăn. Tuy vậy, trong thời gian các tiệm làm đẹp ở California có lệnh đóng cửa thì tổ chức Hiệp hội Nghề Nai tại Mỹ lại gây quỹ và đóng góp các thiết bị hỗ trợ cá nhân và thức ăn trị giá hơn 30 triệu đô la cho các cộng đồng nhân viên y tế và cộng đồng người Việt tại quận Orange County và một vài nơi ở Los Angeles. Đây là hình ảnh tiệm làm nai mùa COVID tại Mỹ. Thời gian đó, khách gọi vào mỗi ngày, nhưng mà thợ cũng không muốn bị bệnh nên không ai ra hết. Mất khách, mất thợ, mất rất nhiều, Christian chia sẻ thêm. Nhưng bây giờ, mở cửa trở lại thì chỉ nhìn vào tương lai, từ từ dáng kéo khách lại, rồi kiếm thợ, rồi xây dựng lại. Sống trong lo ngại, không biết cửa tiệm có phải đóng cửa nữa hay không, và những biến thể lan tràn có làm thương mại tê liệt như năm ngoái, là tâm trạng chung của rất nhiều chủ nhân của các tiệm làm đẹp trong vùng Little Sài Gòn, một trong những nơi có nhiều cư dân người Mỹ gốc Việt nhất trên thế giới, bên ngoài Việt Nam. Chị Dung Lê, chủ tiệm Luxus High Design ở thành phố Carden, thổ lộ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng sợ nhất là bị đóng cửa ở nhà, lo tài chính, trả tiền nhà, hai nữa là buồn lắm. Đi làm thì thấy vui, gặp khách hàng nói chuyện vui, bây giờ mở cửa lại là mừng lắm, rất happy được đi làm. Cả Christian và chị Dung đều rất lo sợ về sự lây lan của biến thể Delta, số ca nhiễm COVID trong vùng Little Sài Gòn thuộc quận này ở California lại tăng cao trong vài tuần vừa qua với số ca tử vong vì COVID bắt đầu trở lại sau một thời gian không có ca tử vong. Riêng đầu tuần tháng 8 thì ở đây có khoảng 4.188 ca nhiễm COVID với đa số biến thể Delta. Đang sợ tình hình COVID lên lại, đóng cửa nữa thì chắc chết, chị Dung tâm sự. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vai trò của ông Gorbachev đối với đổi mới tại Việt Nam. Vào năm 2017, nhân kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga 1917-2017, ở Hà Nội, một giáo sư lý luận tại Việt Nam nói sai lầm của Liên Xô dẫn đến sụp đổ là đưa một loạt những kẻ cơ hội, đặc biệt là Gorbachev lên vị trí cao nhất.
Phát biểu của ông giáo sư Tạ Ngọc Tấn vào hôm 26 tháng 10 năm 2017 đã được VTV1 đăng tải cho thấy đây là quan điểm chính thống của ban lãnh đạo Việt Nam về sau khi nhìn nhận lại sự sụp đổ của Liên Xô. Giáo sư Tạ Tấn còn gọi ông Gorbachev là kẻ phản bội đảng, bán rẻ chế độ Xô Viết vĩ đại. Đây là hình ảnh vào năm 1987, ông Gorbachev và Tổng thống Mỹ lúc đó là Reagan đã ký hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thường nói công cuộc đổi mới đến từ sáng kiến nội bộ của họ là chính. Nhưng một số sử liệu nước ngoài cho rằng chính sách cải tổ cùng nhiều tỷ đô la tiền viện trợ của Moscow đã khiến Hà Nội vững tin hơn để cải cách có hạn chế, cách điều hành kinh tế kiểu cũ, thực chất là bỏ dần các sai lầm tự gây ra mà sau đó gọi là đổi mới. Tác giả Safli Stoker trong bài viết về quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô từ năm 1978 đến năm 1988 đăng trên tạp chí Rand vào tháng 12 năm 1989 đã nêu ra một số đánh giá như sau. Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô gia tăng cả về kinh tế và quân sự sau cuộc chiến biên giới Việt-Trung, giai đoạn sau khi Trung Quốc đánh Việt Nam vào năm 1979, được đánh dấu bằng các khoản viện trợ kinh tế và quân sự tăng mạnh cho Hà Nội. Đây là việc tiếp nối truyền thống của Liên Xô từ thập niên 1960, nước cấp viện trợ hàng đầu cho Bắc Việt Nam với các khoản tăng từ nửa tỷ lên 1 tỷ đô la trong thập niên trước đổi mới vào tháng 12 năm 1986. Bà Sally Stoker đã viết như vậy. Sau khi Gorbachev đến nắm quyền vào năm 1985, Liên Xô phải hạn chế chi tiêu trong nước, tức là cắt chi tiêu công và chấn chỉnh lãng phí kinh tế, nhưng vẫn tăng viện trợ cho Việt Nam. Theo nghiên cứu này, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Moscow ưu tiên là một trong ba nước cùng với Cuba và Mông Cổ nhận nhiều viện trợ quốc tế nhất của Liên Xô. Con số thống kê cho thấy, thời Gorbachev, ba nước này nhận tới 90% tiền Liên Xô cấp cho các nước thế giới thứ ba. Moscow cũng hết lòng ủng hộ Hà Nội chống lại Trung Quốc. Sự hỗ trợ của Mikhail Gorbachev cho cải tổ kinh tế ở Việt Nam là rất rõ ràng. Tuy thế, việc chỉ cấp tiền cho đồng minh Việt Nam xem ra đã không làm Liên Xô hài lòng vì chính sách của Việt Nam quá tệ. Đây là hình ảnh cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được Liên Xô ủng hộ kể từ đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1980, trước khi Gorbachev lên cầm quyền, phía Liên Xô đã tạm treo việc giải ngân viện trợ vào năm 1981 vì chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quản lý sai trái. Chính sách trợ giá cho sản xuất yếu kém, kinh tế mới, cải tạo công thương ở Nam Việt Nam được nhắc đến như các ví dụ tệ hại. Một số nguồn châu Á cho rằng vào năm 1982, tiền của Moscow chi cho Hà Nội căn cứ vào khoản cam kết chi cho kế hoạch 551 đã giảm xuống 730 triệu USD. Nhưng các nguồn phương Tây khẳng định tiền không giảm, thậm chí còn tăng lên trên 1 tỷ đô la vào năm 1982, theo nghiên cứu của Safli Stoker. Tính ra 1 tỷ đô la thời đó mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam bằng rúp tương đương với 2,88 tỷ đô la bây giờ. Và bất đồng với việc chi tiêu tiền của Liên Xô làm sao cho hiệu quả là lý do đã khiến Gorbachev nhấn mạnh đến nhu cầu buộc lãnh đạo Việt Nam phải đổi cách làm ăn kinh tế. Tự phê và cởi mở chính là các nỗ lực cần thiết để làm bộc lộ ra các yếu kém và tìm ra các biện pháp chỉnh sửa. Tại đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vào cuối năm 1986, đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô dự họp báo về Moscow là kế hoạch 5 năm tiếp theo 1986-1990, Liên Xô sẽ còn tăng gấp đôi viện trợ cho Việt Nam so với giai đoạn 5 năm trước đó. Đó là các khoản bên ngoài viện trợ quân sự và chi tiêu cho sự hiện diện thường trực của Hải quân Liên Xô ở Cam Ranh và chừng 2.500 chuyên gia quân sự tại Việt Nam. Tại đại hội lần thứ 6, các nhân vật như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh đã thừa nhận những sai lầm trong quá khứ và được Liên Xô ủng hộ. Đây là hình ảnh giáo sư Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã gọi ông Gorbachev là kẻ phản bội đảng, bán rẻ chế độ Xô Viết vĩ đại. Ban lãnh đạo Hà Nội đã nhận định rằng chính sách bao cấp thực phẩm bao gồm chủ yếu là gạo của họ đã ăn vào một phần lớn viện trợ của Liên Xô, và ông Võ Văn Kiệt đã nêu ra kế hoạch thay đổi. Ông Kiệt, người từng phụ trách mảng kế hoạch của chính phủ, cũng nhắc lại ví dụ cải tổ thành công của Trung Quốc. Từ sau đại hội lần thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có các cuộc trao đổi cấp cao với Tổng Bí thư Gorbachev
về đường hướng thay đổi ở Việt Nam và Liên Xô công bố các điều này trên trang Pravda vào ngày 20 tháng 5 năm 1987. Ông Gorbachev cho biết rằng tôi và đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thảo thuận chi tiết về các vấn đề phức tạp của hợp tác Việt-Xô và cùng nhau nhận định rằng các mặt yếu kém của quan hệ này đã hiện ra rõ ràng và không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Chúng tôi đồng ý với ý kiến cho rằng cơ chế kinh tế và hình thức hợp tác phải tương ứng với nhu cầu của cả thời cuộc và tăng tính hiệu quả. Về ngoại giao, cũng chính Gorbachev trong tư duy mới về châu Á đã khuyến khích Hà Nội thân thiện hơn với ASEAN. Không phải nước Nga sau này mới quay sang châu Á-Thái Bình Dương, giống như Vladimir Putin hiện nay xem ra dựa vào Trung Quốc, Liên Xô từng có chính sách hướng về châu Á với Việt Nam đóng một vai trò quan trọng. Bà Sally Stoker đã viết tiếp như sau. Trong cái nhìn của Gorbachev thời Brezhnev, quá cứng nhắc và bị chiếm trọn bởi quan hệ đối đầu Đông Tây với Hoa Kỳ. Còn Gorbachev nhìn thấy rằng châu Á mới là nơi có sự năng động, có tiềm năng lớn nhất và quan hệ liên phụ thuộc giữa các quốc gia là thứ, tức là ngoại giao Liên Xô, cần khai thác. Đây là hình ảnh vào năm 1991, Tổng thống đắc cử Boris Yeltsin yêu cầu ông Gorbachev rời khỏi vai trò quyền lực chính trị. Gorbachev cũng tiên tri rằng ngoại giao của tương lai giữa các quốc gia liên lệ thuộc, chứ không phải là quan hệ ý thức hệ, cần chú ý đến các thời điểm quan trọng như chính sách châu Á mới được thông qua tại đại hội lần thứ 27 của Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 3 năm 1986. Cuối năm đó, Việt Nam mới có đại hội 6 tung ra các chính sách đổi mới, gồm cả cái nhìn thân thiện hơn với các quốc gia từng là thù địch ở ASEAN. Việc Hà Nội phải rút quân khỏi Campuchia cũng nằm trong chính sách lớn về châu Á của Liên Xô thời Gorbachev. Logic của ông là với việc rút quân đội Việt Nam khỏi Campuchia và giảm căng thẳng với Trung Quốc, Liên Xô sẽ giảm được viện trợ cho Việt Nam, tạo điều kiện khả quan hơn cho việc cải thiện quan hệ với ASEAN và từ đó các cơ hội thương mại sẽ mở ra. Trong bức tranh toàn cầu, việc rút quân đội khỏi Việt Nam khỏi Campuchia sẽ chứng minh cho phương Tây thấy rằng Liên Xô thật lòng muốn giảm căng thẳng Đông Tây. Tháng 7 năm 1987, hai ngoại trưởng Việt Nam bao gồm Nguyễn Cơ Thạch và Indonesia Mota đã ra thông cáo chung đánh giá chuyển biến về vấn đề Campuchia khi đó. Tuy thế, bà Sally Stoker cho rằng cũng khó có thể nói Hà Nội cuối cùng phải rút quân khỏi Campuchia là vì Liên Xô gây sức ép hay vì họ không còn chịu nổi gánh nặng quân sự đó mà phải tập trung vào nền kinh tế trong nước. Cuối cùng, đổi mới ở Việt Nam cũng không đi xa đủ như Petrovska ở Liên Xô mà đã bị đóng khung hơn, theo Sally Stoker. Đảng Cộng sản Việt Nam có mở ra về kinh tế nhưng vẫn nắm chặt quyền truyền thông và bác bỏ mọi phê phán nhằm vào chủ nghĩa Marx Lenin. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu vào hôm 3 tháng 7 năm 2021 về đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Vào thời điểm đó, đảng này cũng tin rằng phải hạn chế quan hệ với phương Tây. Bài phân tích của Sally Stoker dừng lại ở thời điểm cuối năm 1989, nên chưa ai ghi nhận các thay đổi sau này tại Việt Nam. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong đổi mới về kinh tế và mở rộng nhiều phạm vi sinh hoạt văn hóa xã hội. Về vấn đề đối ngoại, không chỉ gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và châu Âu, Việt Nam còn đóng vai trò ngày càng quan trọng với các định chế an ninh khu vực, tuy vẫn duy trì chính sách 3-0, bác bỏ liên minh quân sự. Cùng tiến trình đổi mới, Việt Nam đã chuyển hóa từ một xã hội cộng sản sang hậu cộng sản, giống như Trung Quốc. Điều này cũng đặt ra câu hỏi là Đảng Cộng sản Việt Nam như thế có còn là cộng sản nữa hay không và đang đi theo chủ thuyết gì? Một số quan chức cấp trung như giáo sư Tạ Ngọc Tấn tiếp tục phỉ báng Gorbachev như đổ lỗi cho ông về tầm nhìn xa liên quan đến các vấn đề về châu Á và toàn cầu của Liên Xô thời gian đó. Nhưng các lãnh đạo cao cấp hơn ở Việt Nam hiểu được câu hỏi Gorbachev về cải tổ chính trị là thứ mà họ không thể chạy trốn mà chỉ có thể trì hoãn. Ví dụ, một bài gần đây trên tạp chí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng Việt Nam cũng cần đổi mới về mặt chính trị nhưng phải làm sau đổi mới về kinh tế. Bài viết hôm 31 tháng 8 năm 2021 hứa rằng Đảng từng bước hoàn thiện nhận thức về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2045. Và chúng ta cứ chờ xem Đảng Cộng sản Việt Nam có thực hiện như vậy hay không, và người dân bao giờ mới được làm chủ đất nước.